Phật tử Trương ở Mỹ hỏi: tu theo pháp môn thiền tông, khi ký ức hiện ra trong đầu như ký ức về tuổi thơ, ký ức về người thân xuất hiện trong đầu thì phải làm sao? Cái đó là hoài niệm thôi, đâu còn sao. Cái đó là tự nhiên của con người, nó từ ở trong cái tàng thức nó phát ra thôi. Giống như trong nhà mình chứa gì lâu lâu mở ra coi thấy vậy thôi, cái đó là bình thường đâu, đừng quan tâm đó. Cái đó là những gì nó chứa trong cái tàng thức của mình nó hiện ra, cái đó chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện tương lai nè, mình muốn đi về đâu, muốn giải thoát thì phải đi tìm con đường thiền tông, còn muốn lên trời thì con tìm con đường tịnh độ. Mình phải hiểu rõ này, đa số bây giờ nó có cái công thức đi hết. Muốn lên trời thì có công thức, muốn lên nước cực lạc có công thức, muốn lên trời thượng đế ngọc hoàng có công thức, muốn trở về Phật giới đều có công thức đi hết, muốn làm người giàu sang cũng đều có công thức hết, chứ không phải không. Bởi vì đạo Phật là đạo học công thức khoa học, mà công thức này nó đi bằng công thức khoa học thực tế chứ không phải mê tín gì đâu. Đây là cái quy luật của trái đất mà. Vì thế mà trong đạo Phật có nói là anh muốn ăn cay thì anh trồng ớt, chứ không khi nào trồng mía được. Anh muốn ăn ngọt thì phải trồng mía, chứ đừng có trồng ngọt mà đòi ăn cay, không được. Quy luật của nó vậy. Vì trái đất này nó luân hồi để nó suy chuyển, nó tạo ra nhân quả. Anh làm nghiệp gì nó sinh ra ngày quả đó, chứ không có chạy thoát được. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông ra đời để xác định rằng nhân quả làm gì gặt nấy, trồng lúa gặt lúa, trồng đậu gặt đậu, trồng khoai gặt khoai, chứ không có trồng khoai mà gặt lúa được. Xác định vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thầy cho con hỏi một cái hiện tượng của cái bạn trước khi mà biết Thiền Tông. Bạn này có nghe mật chú mỗi ngày và hay ngồi thiền vào mỗi tối. Khi vào Thiền Tông rồi thì bạn này lại thấy có rất nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt. Hình dáng ấy như những cụm rễ cây cấu tạo bằng sợi điện từ âm dương, hoặc như những chùm hạt tiêu, hoặc như những cụm rễ ngô, hoặc ví như mạng nhện. Thường ở giữa cụm có màu đen, tất cả có khoảng 3-4 cụm. Đôi khi nó cứ làm bạn khó chịu và cuốn vào tác ý sinh tưởng. Vậy thầy xin giải thích dùm cái hiện tượng này là do đâu mà có và làm sao để hết ạ? Những cái hiện tượng mà thấy đó là ngày xưa mình tu mật chú á, nó nằm trong mật chú là hoàn toàn màu đen hết. Hiển linh hay gì là màu đen, thì giờ nó hiện ra thôi. Mà thứ nhất nó hiện ra để rồi nó đi ra, hai lần hiện ra nó không đi ra, coi chừng cái chỗ đó đó. Tất cả là thế gian này, tất cả những cái chuyện gì màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu hồng nằm ở trong thế gian này hết, chứ không phải cái màu đen không đâu. Chú ý vô này. Vì thế mà người tu các pháp môn khác rồi mà vô Thiền Tông phải coi chừng, nó lừa mình á. Có nhiều người vô thấy á, tưởng đó là hay lắm, nhưng mà sự thật nó đã lừa, cái bên mật chú nó lừa. Phải hiểu chỗ đó, nguyên tắc vật lý. Nếu đã tu thiền các nơi kia đừng nên vô, tu Thiền Tông làm gì cho mệt, coi chừng, coi chừng rồi có thể tẩu hỏa nhập ma luôn á. Tu các pháp môn kia vô tu Thiền Tông phải cho hiểu rõ, còn không hiểu rõ đừng có tu. Tu một cái là quá trình nó dướng vô, 10 người không cách nào thoát ra được cái quy lực này. Rồi khúc đó là chấp nữa, ta thấy này ta thấy kia, ta thành này thành kia là chết đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con lại hỏi tiếp cái hiện tượng của bạn này, thì bạn này cũng rất rõ là do mình tu những cái mình học theo những cái pháp môn ban đầu mà có, và bây giờ bạn này đã khá là hiểu Thiền Tông và có lòng quyết chí theo Thiền Tông đến cùng. Có nghĩa là khi bạn này có nói là sẽ cùng với Thiền Tông đến khi nào chết mới thôi, thì bạn này hằng ngày luôn có suy nghĩ để tạo mọi lợi ích để cho Thiền Tông và giúp cho mọi người hiểu được Thiền Tông. Nhưng mà bạn vẫn còn có hiện tượng này nên làm cho bạn khó chịu, nên bạn có nhờ thầy nếu mà muốn giải hiện tượng này thì phải làm sao mới hết ạ? Muốn giải hiện tượng này không có giải vậy ra. Bởi vì mình tu Thiền Tông là cái điểm thứ ba là gì? Ham muốn mãnh liệt. Chuyện nó xảy ra kệ đó, bỏ đi. Nó xảy ra mà mình không màng tới nó, tự nhiên nó hết. Tất nhiên là
tuyệt đối không đối trị lại với mấy cái ông vật lý. Nếu mà đối trị với ông vật lý coi chừng đó, nó quật lại mình đó, thà là mình bỏ, gọi là mình không màng những chuyện phiền não, không màng mà chi chuyện phiền não hoặc là linh thiêng quyền bí chuyện của nó bỏ đi, là tự động nó hết, tuyệt đối đừng có đối trị. Đấu trị mình đấu trị không lợi với thế giới vật lý này đâu. Đã mình bỏ mà, bỏ thế giới vật lý để đi thì tuyệt đối đừng có đấu trị. Mình phải dùng cái danh từ của Đức Phật, đừng có màng. Rồi tự động người ta tự động người ta bỏ thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. À, bạn có hỏi là cái những cái hiện tượng đó có phải là gọi là bị rối loạn điện từ âm dương không ạ? Không, cái đó là do mấy ông thánh ông dụ mình thôi, chứ đấu trị âm dương gì. Đầu rối loạn điện từ âm dương á, thì nó không có hiện hình nha, nó quay thôi, nó không hiện hình. À, chừng nào nó hiện hình là chắc chắn là mấy ông kia. Rối loạn kia là làm giống như mình đi tự nhiên mình say sẩm thôi, chứ đâu. Rối điện từ nó là vậy. Hoàn toàn thấy những hình ảnh gì là của mấy ông kia. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, bạn có hỏi thêm là có phải là cái những đó là khối nghiệp ác đức của quá khứ hiện ra hay không? Tất cả những gì có nó hiện từ trong cái tàng thức mình đưa ra hết, chứ không có gì đó. Nhưng mà mình đã vô thiền tông rồi, bỏ hết cái kia, không màng tới. Thì dù có nó có đeo theo mình cũng không ăn thua gì, bởi vì mình không cần mà. Giống như mà con đi ra đường á, người ta mời con mua cái gì đó, con cứ bỏ con đi thôi, rồi ai mà con chỉ dòm lại con cười cười với nó, rồi con nói này bắt buộc nó theo con ạ. Thì tất cả những thế giới vật lý nó theo con bỏ, đừng có màng tới, là xong hết, không có gì. Thuộc cái này là, bởi vì những chuyện phiền não không màng, những chuyện mà rắc rối ở thế gian, đừng có màng tới. Nhưng mà đừng có chống đối nó, đừng có đấu trị nó. Mình theo cái luật, quy luật nhân quả. Đừng có khi nào mà mình đấu trị với nó, mình chống đối nó, mình coi chừng. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy có nghĩa là nếu mà nó có hiện ra thì cũng kệ nó, và mình không màng tới nó thì dần dần nó sẽ mất, phải không thầy? Đúng rồi. Con suy nghĩ đây, con ra đường mà thí dụ có mấy cái người mà ta mời con mua vé số á, cái đi theo hoài con không mua rồi sao? Chứ con còn hỏi, con dòm hỏi cái này nhiêu tiền là dính rồi, phải không? Kệ lập thình, bỏ đi. Không cách nào nó theo mình hết. Còn mình chỉ lưu liếng một chút xíu nó sẽ dính. Để ý đây này, thế gian vật lý nói vậy, lưu liếng là dinh, không lưu liếng thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con sẽ xin hỏi thêm một ý để kết thúc cái phần hỏi này. Có nghĩa là một người vào tu thiền tông đã có ý chí mãnh liệt và quyết là theo thiền tông tới cùng để mà mình được trở về Phật giới, thì mình chỉ cần biết những chuyện thực tế, làm những chuyện thực tế, còn những hình ảnh hay ảo mộng gì nó hiện ra hay là nó cứ theo mình thì mình không quan tâm. Và mình cứ thực hành là giúp cho nhiều người hiểu được giác ngộ và giải thoát, học thuộc công thức. Và mình có lòng ham muốn mãnh liệt thì khi mình rời bỏ cái xác thân này thì mình sẽ trở về Phật giới. Có phải gì không thầy? Rồi con, ý con nói rất hay, rất đúng. Rất đúng 100%. Tuyệt đối nha. Đừng có làm thơ làm kệ mà cho người ta hiểu tôi là này kia nọ. Coi chừng cái đó. Thứ nhất, ví dụ mà con làm thơ làm kệ là để trình cho cái ban kiểm thiền đó, người ta biết thôi, biết rồi thì còn cái những cái kệ thơ sao nó xuất phát kệ đó, mình biết mình để đó, đừng có đi khoe người ta, thấy không? Tất cả những người nào mà khi truyền thiền rồi mà có thơ kệ xúc cứ viết ra thì không sao, trình lại với cái ban kiểm thiền đó, đủ 500 câu ta cho mình cái bằng khen vậy thôi. Đó, mình phải hiểu cái này chứ đừng có đem theo rồi đăng lên này kia nào, coi chừng nó dính lại. Cái chi mà ham muốn thế gian này là nó dính lại. Rồi làm sao đây? Dính lại phải theo nhân quả. Mà ông Phật đã cảnh cáo mình rồi. Ông thần, ông nói người nào thích dính thì ông không khi nào ông cho về. Phải không? Cứ đi hoài. Bởi vì khi mà đi theo cái dòng luân hồi, ngộ thiền mà đi dùng luân hồi rồi thì coi chừng ông thần muốn ở lại đây thì ông chở đi luôn, hai ba trái đất luôn, chứ không phải là hai ba ông Phật đâu. Con thấy không? Một trái đất là bao nhiêu ông Phật? Con suy nghĩ đi. Con thấy ông Xá Lợi Phật không? Trái đất thứ tư mới về đó. Mà gặp ông Phật chánh gốc mà mới giúp về được. Chứ mà ông Phật mà thấy Phật giả thì thôi cũng khỏi về luôn. Ngộ thiền 10 cái cũng không ăn thua gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ, con cảm ơn, câu hỏi của con đã hết. Con cảm ơn thầy đã cho con biết là Thiền Tông là phải sống chân thật, biết chân thật và thấy làm những điều chân thật và thực tế. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều vì cái câu giải đáp để cho con được thỏa mãn. Rồi, cái lời câu hỏi con rất đúng. Chúc con tu Thiền Tông cho chính xác, đừng có mơ tưởng, đừng có mơ hồ. Rồi. Con cảm ơn thầy.